Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nam Lê sẽ review cho các bạn xem chi tiết về cái bộ Kajoko và lút cộng màu đỏ. Đây là một siêu phẩm mới ra lò, mới nhất năm 2022 của hãng Kajoko Nhật Bản. Mẫu mã bên ngoài của nó nhìn như thế này. Cái này thì có nhiều bạn còn gọi là bộ Kajoko và lút 7 màu này, vì nhìn nó lấp lánh 7 màu. Có chị thì gọi nó là bộ màu tím. Đây nó chính là cái bộ sản phẩm ngay trước mắt các chị em mình đây. Phía bên hông này nó có cái logo Blue, Kajoko Blue. Đây đọc sau có đầy đủ hết các thông tin về sản phẩm nhưng mà bằng tiếng Nhật các chị nhé. Cái mã vạch của sản phẩm đây, bây giờ em Nam sẽ check cho các chị xem. Các chị sẽ vào cái ứng dụng iCheck, vào CH Play tải cái ứng dụng iCheck về. Sau đó là các chị check nhé. Chờ em xem tìm được. Đâu rồi ta? Đây. Cái ứng dụng iCheck đây. Các chị sẽ đưa cái đây vào này. Đó là không. Sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực từ nhà sản xuất. Giá niêm yết của công ty là 3,7 triệu. Tuy nhiên thì các chị mua hàng bên nhà em Nam sẽ có giá rất là ưu đãi. Em chỉ bán các chị với giá ưu đãi dùng thử chỉ hơn 1 triệu thôi nhé. Em sẽ mở bên trong cho các chị xem nó gồm những gì. Đây, một bộ Kajoko Blue cộng màu đỏ. 6 sản phẩm này nó sẽ gồm 6 sản phẩm này: sữa rửa mặt, serum, kem chống nắng, kem ngày, kem đêm và toner. Đó, bây giờ em sẽ cho các chị xem từng loại một. Xem về chất kem luôn nha. Nhiều chị rất là thắc mắc về cái chất kem. Em sẽ xịt cái sữa rửa mặt cho các chị xem. Sữa rửa mặt này nó có thành phần là hạt ý dĩ này, dầu hoa trà, lúa mạch, nha đam, các loại vi axit, amin rất là nhiều. Có tác dụng là làm sạch sâu da của chúng ta, làm mềm da. Nó không tẩy, không làm khô da đâu, vì trong đây nó không có cái thành phần cồn và paraben. Hai thành phần đó nó tẩy da rất là kinh. Rửa mặt rất là nhẹ nhàng nhé. Mùi thơm nhẹ nhàng, toàn mùi thảo dược thôi. Đấy, các chị thấy chưa? Cái lọ tiếp theo đó là lọ serum. Lọ serum này là nó có thành phần là nano vàng 24K, tinh thể nano vàng nguyên chất 24K. Rồi còn có collagen từ cá hồi này, nha đam này, cam thảo này, tinh dầu hoa oải hương này. Nó kích thích sản sinh collagen rồi làm se khít lỗ chân lông, hỗ trợ trị nám tàn nhang, dưỡng trắng da. Rất là tốt. Đấy, này các chị nhìn chưa? Nó có tinh thể vàng nano nguyên chất ở bên trong đây. Bôi lên da mềm lắm các chị, bôi lên da nhanh thẩm thấu lắm, thích lắm, mát cực kỳ luôn. Theo các chuyên gia về sản xuất dược liệu mỹ phẩm đây này, thì cái thành phần nano vàng nguyên chất này nó rất là tuyệt vời. Nó có tác dụng là sản sinh, kích thích sản sinh tế bào mới, thay thế những cái tế bào già nua cũ đấy. Và đồng thời nó rất thân thiện với làn da của con người, nó không có tạo lên một cái phản ứng phụ gì hết. Nó cũng không, khi mà con người ta mà nó không chịu dung nạp cái chất này á, thì nó sẽ làm da mình xấu đi, nó đào thải đi á. Nhưng mà không, cái tinh chất nano vàng 24K này nó được làn da của con người chúng ta nó rất là thích ứng, rất là, nó hấp thụ rất là tuyệt vời. Đây là lọ serum, còn đây là lọ chống nắng. Lọ chống nắng này có chỉ số chống nắng trên 50 cộng luôn. Bảo vệ làn da của chúng ta một cách tuyệt đối trước cái tia tử ngoại UVA, UVB. Màu trắng sữa, ngà ngà. Màu trắng sữa ngà ngà nhé. Thành phần của nó gồm hoa hồng tây, này, lô hội, collagen từ cá biển, vân vân. Ở dạng sệt sệt nha các chị nhé, dạng sệt. Dạng sệt mà mịn cực kỳ. Các cái phân tử trong cái kem này nó mịn lắm.
Các chị quẹt lên da cái là đã thấy nó mịn rồi. Nó mềm, nó mịn, bôi đến đâu nó thấm lên đấy này. Tuyệt vời không? Bật trong lần ngay chúng ta có thể dùng làm lớp kem trang điểm. Lớp lót kem trang điểm. Có thể để như vậy để đi làm luôn. Hoặc có chị thích trắng hơn thì ta có thể bôi phấn phủ lên nữa. Đấy. Đó là kem chống nắng. Tiếp theo là cái loại kem ngày. Loại kem ngày này thì có thành phần là hạt ý dĩ này, vitamin C này, HA này, lactoferrin, nhiều lắm, nhiều thành phần. Nó có tác dụng là trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng da về ban ngày cho chúng ta. Đấy, chất kem cực kỳ sánh mịn này, mịn cực kỳ luôn. Nhờ cái lớp kem ban ngày này mà làn da của chúng ta được trắng sáng này, hết nám này và bảo vệ da, và cái làn da của chúng ta nó sẽ khỏe hơn nhờ cái lớp kem này. Cái kem ban ngày này thì bôi bôi đến đâu nó thấm đến đấy, nó không thấy màu gì hết đâu. Chỉ có kem chống nắng là mới thấy bật tông thôi. Còn lại các kem khác mà bôi nó thấm vào da luôn, không nhìn thấy màu gì hết. Các chị thấy chưa? Kem nhái là nhiều khi bôi lên nó là nó không thấm đâu. Nó có màu, bôi lên là thấy nó bật tông lên, nó có màu. Cái đấy là người ta sản xuất nhái mà, làm sao mà chuẩn được. Đây là loại kem ban đêm. Loại kem ban đêm này thì có thành phần rất là đặc biệt, đó là mật ong này, collagen này, lúa mạch này, rồi hoa mẫu đơn, rồi nhiều nhiều các cái thành phần từ thiên nhiên. Nó có tác dụng trị nám, tàn nhang rất là tuyệt vời ở cái loại kem đêm này. Đào thải các cái sắc tố melanin ở dưới da của chúng ta ra, đồng thời nuôi dưỡng làn da của chúng ta trắng sáng. À, ngay trong quá trình mà chúng ta ngủ về ban đêm đấy, nó sẽ phát huy tác dụng rất là cao trong khi mà chúng ta ngủ. Nó cải thiện cấu trúc da của chúng ta, nó khỏe hơn, không bị nhăn, không bị các cái sợi, các cái mảng nám melanin nó nổi lên nữa. Nó ức chế cái sự hình thành melanin. Nuôi dưỡng làn da của chúng ta một cách trắng sáng và khỏe mạnh. Màu của nó không phải màu trắng mà màu hơi ngà ngà vàng mỡ gà nhẹ nhàng nhé. Chất kem thì tuyệt vời là sánh mịn này. Các chị thấy chưa? Mùi thơm rất là dễ chịu, không có bị hắc mà cũng không có thơm quá đâu. Thơm thơm vừa phải mà không có hắc nhé. Cái kem này nó cũng không bôi lên da là mất luôn, thấm luôn, mất luôn chứ không có thấy màu gì hết. Cái màu này là hồi nãy em bôi chống nắng, không có thấy màu gì hết đâu. Nó thẩm thấu như vậy thì nó các cái phân tử kem đây này, bôi đến đâu nó thấm đến đấy và không hề thấy một cái màu gì hết ở trên da, không lộ một màu gì hết ở trên da, thì nó mới thẩm thấu tận sâu cùng dưới lớp trung bì và hạ bì, thì nó mới có tác dụng là đào thải cái nám tàn nhang cũng như là nốt thâm mụn cho chúng ta. Chỉ có cái kem chống nắng là bôi lên là nó bật tông, vì cái kem chống nắng là nhiệm vụ của nó là chống nắng mà. Đây là thuộc dạng kem chống nắng vật lý. Ta bôi lên là ta thấy nó có một lớp ở bên ngoài, thì nó sẽ có tác dụng là bảo vệ làn da của chúng ta khỏi cái ánh nắng mặt trời đấy. Nó chỉ có tác dụng ở lớp biểu bì bên ngoài thôi. Còn những cái loại kem khác thì bắt kem ngày, kem đêm hay là serum toner gì đó thì nó sẽ thẩm thấu sâu hơn trong lớp trung bì và hạ bì để nó đào thải nám. Còn kem chống nắng thì nó lại lộ ra bên ngoài để chống nắng cho chúng ta. Đây là lọ toner, lọ cuối cùng đây là lọ toner. Lọ toner này thì có thành phần rất là tuyệt vời như là hoa hồng tươi này, nhau thai cừu, collagen, hạt ý dĩ. Lọ toner này còn gọi là lọ serum, à em xin lỗi, còn gọi là nước hoa hồng ấy, còn gọi là nước hoa hồng ấy. Bôi lên da rất là mát này, trong vắt à. Nó có tác dụng là làm mát da, làm cân bằng da, xây khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm rất là tốt, chống oxy hóa cho làn da của chúng ta đó. Và đặc biệt là nhờ có cái lọ này là nên là làn da của chúng ta hấp thụ những cái bước tiếp theo rất là tốt.
Cái lọ này là chúng ta sẽ bôi đầu tiên, sau đó là sẽ bôi những cái bước tiếp theo, thì nhờ có cái chất 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 như kiểu chất dẫn xuất này, chất xúc tác này đấy, thì làn da của chúng ta nó sẽ hấp thụ các cái loại kem dưỡng, kem điều trị rất là tốt. Đó, em đã vừa cho các chị xem về 6 cái sản phẩm trong bộ Kajoko Blood cộng màu đỏ này. Các chị sẽ xài như sau. Buổi sáng các chị sẽ rửa mặt. Rửa mặt sau đó các chị sẽ xài toner. Sau đó là các chị sẽ xài kem ngày, rồi đến kem chống nắng. Buổi tối về là các chị rửa mặt, sau đó lại tiếp tục xài toner, rồi đến kem serum, rồi đến kem đêm. Nếu mà trường hợp làn da của các chị mà bị khô quá thì các chị có thể xài thêm cái bước serum vào buổi sáng. Và đặc biệt lưu ý là các chị không có nghe nhiều, có nhiều bạn hướng dẫn không được chính xác, nói là cái kem chống nắng này với cái kem ngày này thì có thể bôi cái nào trước cũng được, cái đó là hoàn toàn sai các chị nhé. Các chị khi nào trong cái bước dưỡng da, cái kem chống nắng cũng phải là bước sau cùng, vì nó có tác, có nhiệm vụ của cái kem chống nắng là nó bảo vệ làn da của chúng ta, nó khóa lại hết tất cả các cái lớp dưỡng ở trước đó, nên chúng ta khi nào cũng phải bôi ở bước sau cùng để bảo vệ làn da của chúng ta. Chứ các chị mà đi bôi kem chống nắng trước rồi mới bôi những lọ khác thì nó phản hết tác dụng, không còn tác dụng gì nữa. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai là cái chai toner này khi nào cũng phải bôi ở bước đầu tiên, bởi vì nó giúp cho cân bằng cái làn da của chúng ta. Ví dụ như là da của chúng ta ở dạng da khô thì nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta nó đỡ khô. Da chúng ta nhờn quá, bết rít quá thì nó sẽ giúp kiềm dầu lại, giúp cho làn da của chúng ta thông thoáng hơn. Đấy, chính vì thế mà nó sẽ giúp các bước tiếp theo như là serum, kem ngày, kem đêm của chúng ta hấp thụ rất là tốt. Vì vậy là các chị em lưu ý hai điểm đó, không được xài lộn thứ tự nhé. Không được xài lộn thứ tự. Nhiều bạn không dành thì cứ hướng dẫn như vậy là các chị xài theo là thấy nó không hiệu quả. Thì các chị cần lưu ý vấn đề này. Các chị có nhu cầu mua cái bộ sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với Shop Em Năm qua số điện thoại là 0359 447 339. Các chị có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin hoặc là liên hệ qua Zalo, Em Năm đều trả lời và tư vấn. Và khi gửi hàng thì Em Năm sẽ ship hàng trên toàn quốc và miễn ship cho tất cả các chị em mua lẻ. Và các chị được kiểm hàng nhé. Các chị được kiểm hàng thoải mái trước khi nhận. Các chị được mở ra kiểm tra thoải mái trước khi nhận. Bởi vì mua hàng mà, nên là phải cho các chị kiểm tra chứ. Nếu không kiểm tra làm sao mà các chị yên tâm được. Cảm ơn các chị em mình đã theo dõi video của Em Nam. Và hẹn gặp lại các chị ở các clip sau nhé.